Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với căn bếp của Suki. Hôm nay mình sẽ làm món mà rất nhiều các bạn làm trong mùa hè này, đó là sữa chua túi hay kem sữa chua. Để làm món này thành công thì mình sẽ cần chọn các nguyên liệu cho thật chuẩn. Sữa phải đủ béo, đủ protein, ngoài ra ủ sữa chua cũng phải thật chuẩn, dẻo mịn, không bị lỏng cũng không bị tách nước. Như vậy thành phẩm kem sữa chua sẽ thật dẻo, không bị cứng cũng không bị răm đá nhé. Kem vừa dẻo mịn, lại béo béo và có vị chua nhẹ nhẹ, thực sự rất hấp dẫn. Các nguyên liệu mà mình dùng như sau. Còn đây là công thức về các nguyên liệu cho những bạn không có cân hay cốc đông. Hôm nay thì mình sẽ làm nửa công thức này. Mình có quay sơ qua các nguyên liệu mà mình đã dùng. Vì mình không ở Việt Nam nên các hãng nó không giống lắm. Nhưng mà các bạn yên tâm là mình sẽ chỉ cần chọn các nguyên liệu mới và xem thành phần dinh dưỡng của các nguyên liệu là được nhé. Mình sẽ chia sẻ thêm về các nguyên liệu mình dùng trong quá trình làm. Trong nồi mình cho vào 190g sữa đặc có đường. Sữa đặc mình dùng có thành phần dinh dưỡng như sau. Chủ yếu là mình sẽ cần chọn sữa đặc có protein khoảng 7%. Thêm vào 100g bột béo thực vật. Bột béo thực vật thì sẽ được bán khá phổ biến ở Việt Nam. Nó là nguyên liệu không bắt buộc, nếu không có thì các bạn có thể bỏ qua. Mình thấy là bột kem béo thêm vào sẽ giúp tăng độ béo cho sữa chua, cũng sẽ góp phần giúp sữa chua dẻo hơn. Như chỗ mình thì bột kem béo nó sẽ không bán phổ biến. Mình sẽ dùng loại bột kem thực vật dùng để pha cà phê. Mình thêm vào 150g nước nóng. Khuấy cho sữa đặc và bột béo tương đối tan. Sau đó thì mình cho vào 500g sữa tươi không đường. Khuấy đều. Đây là loại sữa mà mình dùng. Mình dùng sữa có độ béo 3% nhé. Mình sẽ bắc lên bếp đun ở lửa trung bình nhỏ để cho sữa ấm nóng cũng như sữa đặc và bột béo được hòa tan. Khi hỗn hợp đã nóng và hòa tan thì mình sẽ bắc xuống. Nếu sữa nóng quá thì mình sẽ để nguội bớt. Mình có thể cảm nhận nó kiểu nóng hơn nước tắm một chút là được nhé. Mình sẽ dùng nửa hộp sữa chua, tương đương khoảng 4 thìa hay 60g. Sữa chua này thì mình sẽ để hết lạnh vì nhiệt độ phòng. Mình sẽ đổ một chút sữa ấm vào bát sữa chua. Khuấy đều để sữa chua hòa tan. Sau đó thì mình đổ ngược lại vào nồi. Khuấy đều. Mình đổ hỗn hợp vào bát lớn. Mình có lọc qua dây vì nó có thể còn các vụn bột ý. Một chú ý nữa đó là các dụng cụ phải thật sạch sẽ để sữa không bị nhiễm khuẩn. Các bạn cũng có thể chia vào các túi nhỏ và ủ trong túi luôn. Nhưng mà mình thì mình sẽ thích ủ trong bát lớn vì mình sẽ kiểm soát được sữa chua có thành công hay không. Mình ủ khô và có lót khăn phía dưới để cho bát sữa của mình không bị xô sạch nhé. Sau đó thì mình sẽ bọc màng bọc.
mình ủ trong nồi Instant Pot với chức năng ủ sữa chua. Trên kênh thì mình đã chia sẻ khá nhiều video về sữa chua và có các cách ủ khác nhau. Nếu có nồi cơm điện với chức năng ủ sữa chua hoặc máy làm sữa chua thì việc ủ sẽ khá là tiện rồi. Các bạn cũng có thể tham khảo cách ủ dùng nồi cơm điện thường của một bạn khán giả trên kênh. Hoặc mình cũng có thể ủ trong nồi hoặc thùng kín, có đổ nước ấm nóng 50 độ bên trong. Với cách này thì mình sẽ cần canh, nếu phần nước ủ bị nguội thì mình sẽ cần thay nước khác nhé. Một cách nữa đó là ủ bằng lò nướng hoặc là nồi chiên không dầu. Mình sẽ bật lò mức thấp nhất cho nó ấm ấm, sau đó tắt lò và để sữa ủ trong đó. Nếu thấy lò nguội thì mình sẽ bật lại một chút. Mọi người có thấy là cách này cũng gần giống như cách dùng nồi cơm điện bình thường đó các bạn. Vậy là mình đã chia sẻ một vài cách ủ sữa chua. Việc ủ ở nhiệt độ ấm và ổn định rất quan trọng để đảm bảo độ đông và chua của sữa chua. Với bất kỳ cách nào thì thời gian ủ sẽ trong khoảng 8 đến 12 tiếng nhé. Một số lỗi hay gặp khi làm sữa chua thì mình có chia sẻ và minh họa chi tiết trong video này. Các bạn có thể tham khảo nha. Sau khi ủ thì mình sẽ lấy ra. Các bạn thấy sữa rất đông đặc. Để chia vào các túi thì mình sẽ đánh sữa chua này lên. Các bạn thấy là sữa đặc giống như tàu phớ ấy, hoàn toàn không bị nhớt hay tách nước nhé. Còn về hương vị thì thực sự mình chỉ cần ủ chuẩn thì sữa sẽ chua. Mình sẽ đánh đến khi sữa thật mịn. Sau đó thì mình sẽ cho vào bình để chia vào các túi. Công thức sẽ cho mình được 12 túi sữa chua như thế này. Sau khi chia thì mình có thể cho sữa chua vào ngăn đá. Sau khoảng 5 giờ đồng hồ là sữa sẽ đông cứng. Cái này còn tùy thuộc vào công suất tủ lạnh nữa nhé. Thành phẩm sữa chua hoàn toàn không bị cứng và siêu dẻo mịn. Món này với mình rất gây nghiện. Không biết hè này các bạn có làm sữa chua túi không thì chia sẻ cho mình biết với nha. Nhớ cho mình một like và bình luận thêm yêu cầu cho các món tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh để xem các món tiếp theo trên kênh trong thời gian sớm nhất. Hẹn các bạn trong video tới.